lên full 125 cho quay A 100 tại tiệm sửa xe Khánh. Xe này ở quận 3 nha anh em. Làm để đi tour đi phượt. Anh em nào muốn làm máy làm nồi đi tour phượt cứ qua tiệm sửa xe Khánh nè. Tới địa chỉ 462-15, đường 3/2, phường 2 quận 10. Cục máy đang rã ra để lên full 125 nha anh em. Máy chạy bền bóc như zin. Đây. Khánh nhận lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 nha anh em. Có nguyên phụ tùng lắp ráp cho anh em, nguyên bộ đầy đủ. Bao bền, mạnh bóc chiếc kim sa. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Quay A 100 nha anh em. Anh em ở xa có thể gửi xe hoặc tới liên hệ Khánh để mua phụ tùng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Tranh thủ tới sớm là xong sớm nha nè, khỏi chờ đợi ha. Đó, xe rất là đông. Chiếc AB thì lên 135, còn chiếc 2JT làm nồi nha nè.